bắt đầu hội nhập từ năm 1989 với thể thao khu vực bằng việc tham dự SEA Games, thể thao Việt Nam đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để khẳng định được vị thế của mình. Có một người luôn đồng hành với thể thao Việt Nam trong những SEA Games đầu tiên. Trên cương vị trưởng đoàn, ông đã nếm trải tất cả những vinh quang và cay đắng của SEA Games. Ông là Đoàn Thao, người cho tới nay vẫn giữ kỷ lục về số lần làm trưởng đoàn của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Trong suốt thập kỷ 90 của thế kỷ trước, cái tên Đoàn Thao đã trở nên quen thuộc với bạn bè quốc tế bởi sự quyết đoán, linh hoạt trong cách ứng xử và cũng bởi sự giản dị của ông mỗi lần đến với SEA Games. Bác nhớ là khi đi Thái Lan vừa đến sân bay cái thì ông tổng thư ký của Olympic Thái Lan ra đón và lên xe và bảo là sẽ đưa trưởng đoàn về khách sạn gọi là gì Westin khách sạn sang nhất ở Chiang Mai. Thì bác ta nói ngay không, tôi về làng Olympic. Thế để mình thấy thế này, tức là anh xác định được cái vị trí của mình, anh xác định được cái vai trò của mình và anh phải nắm bắt được, luôn luôn gần gũi và nắm bắt được cái tâm tư tình cảm của vận động viên. Một thập kỷ chinh chiến cùng thể thao Việt Nam khắp các đấu trường lớn nhỏ, với ông điều hạnh phúc nhất không gì khác là giây phút vinh quang khi những vận động viên của Việt Nam giành được huy chương vàng, giây phút lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, giây phút xúc động khi quốc ca được cất lên. Có thể nói là mọi lần được huy chương vàng thì thường bao giờ cũng rơi nước mắt, nhất là cái lúc mà đứng lên để mà chào cờ và hát quốc ca Việt Nam. Thế nhiều người hỏi mà thế thì ông nhiều lần như thế thì ông có quen, ông tưởng ông cũng quen không ạ? Cái đó không quen được, cái đó là cái tình cảm tự nhiên thôi. Mình không muốn như thế nhưng mà tự nhiên là nó cứ chảy nước mắt và nó cứ xúc động. Với một sân chơi được ví như là ao làng thì việc bị trọng tài xử ép, thiên vị, thậm chí là đổi trắng thay đen là chuyện năm nào cũng có. Ông thấu hiểu sự uất ức của các vận động viên khi thành quả từ mồ hôi, công sức và cả máu của họ bị cướp bởi những quyết định thiếu công minh. Trên cương vị của mình thì những phản ứng của ông là cực kỳ cần thiết vì thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam. Thế nhưng mà những cái vấn đề cụ thể liên quan đến vận động viên thì bác Thao lại rất là nghiêm khắc và làm đến nơi đến chốn. Mặc dù mình biết rằng là mình làm như thế thì nó không giải quyết ngay. Thế nhưng mà còn những vận động viên sau của mình thì nó không dám ăn gan nữa. Đấy, nó là như thế. Và chứ nếu mình cứ im đi thì nó tiếp tục nó lại ăn gan, nó lại chèn ép nữa. Không phải chỉ một môn này đâu, kể cả karate, Brunei, kể cả taekwondo ở Indonesia cũng có những trường hợp như thế. Hay là Thái Lan thì nhiều, Thái Lan cả bắn súng cũng nó xuyên tạc cả, nó có thể là ăn gan một cách cũng thô bạo. Thế nhưng mà rồi thì là cuối cùng thì mình phản ứng là mình công khai trước các nhà báo chứ không phải là ấy đâu, nói thẳng trước các nhà báo về những trường hợp. Thế thì những lần sau những cái nội dung sau là nó không ăn gan. Có thể nói, thể thao Việt Nam có được ngày hôm nay là do công sức của biết bao thế hệ cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên đi trước. Những người đã vượt qua khó khăn của ngày đầu hội nhập để dần tìm được chỗ đứng và khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Trong đó có một phần công sức của vị trưởng đoàn, Đoàn Thao, người anh cả của đoàn thể thao Việt Nam trong suốt một thập kỷ. Có thể nói thế này, vì đời mình đã gắn suốt đời mình với thể thao Việt Nam, với SEA Games Việt Nam, với những kỳ SEA Games, cho nên cũng hiểu được những cái khó khăn, những cái vất vả và những cái phấn đấu, có thể nói là của các vận động viên, các huấn luyện viên toàn đoàn để mà làm thế nào giành được thành tích tốt nhất. Cho nên cũng muốn gửi đến tất cả các lãnh đạo, các huấn luyện viên, các cán bộ và đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là những huấn luyện viên và vận động viên là trong mọi tình huống, mọi trường hợp thì cố gắng điềm tĩnh để mà xử lý những vấn đề một cách gọi là có hiệu quả nhất.